Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ review về là ly giữ nhiệt Genti của Thái Lan nha mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ biết được một cái loại ly mới, đó là cái ly kích cỡ nhỏ hơn dành cho trẻ em. Rất là tiện nha mọi người. Ở cái bộ này á thì mình á không có túi nha mọi người, mình chỉ có là ống hút thôi và cũng không có cọ nha. Bữa này thì nó rẻ tiền hơn, nó sẽ nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ mở vào bên trong xem cái ly của nó như thế nào nha. Đây, ly của nó rất là nhỏ, nhìn cho bé gái rất là cưng nha. Ly này thì chỉ có 500ml thôi nha mọi người. Đây, ở trên nắp của nó phần này là để ống hút nha mọi người. Nó hơi khác với lại cái ly lớn nha. Ly lớn là có để muỗng riêng, để ống hút riêng. Còn đây là để muỗng với ống hút chung nha mọi người. Đây, mình sẽ mở vô bên trong nha. Cũng tương tự nha, vẫn có cái ron nha. Ly nhỏ hơn. Đây, lòng bên trong nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Một bộ như thế này đây đó, rất là cưng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, hẹn gặp lại.